mọi người vô lại đi nha, em test phấn cho mọi người coi nha. Mọi người vô lại đem tích phấn cho mọi người coi nha. Test cái phấn này xong em sẽ test một cái sản phẩm rửa mặt sữa bọt nha các bạn. Hai chào Quỳnh Nga nha. Test cái phấn BioVe này cho các bạn xem nha, cái chất phấn ha, cái chất phấn với lại cái độ che phủ của nó ha. Xong cái này cái là hai chào Khuê nha. Đây đang test phấn BioVe nha các bạn. Xong rồi mình sẽ test thêm một cái loại serum sữa bọt mà để lấy bụi bẩn với lại mấy chất bã nhờn với kiềm thủy ngân đồ, những cái bụi bẩn của ấy á. Cái serum đó tí nữa mình test cho bạn coi ha. Đây phấn này nè, chỉ còn một lớp nền thôi nha bạn. Hai chào mọi người nha, chia sẻ like nha mọi người, chia sẻ like nha bạn. Ai có thắc mắc bất cứ thắc mắc gì ha, cứ hỏi mình ha, mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Đây cái chất phấn đây, cái sân chất phấn BioVe của mình ha. Nào, rất là mềm ha, kiềm dầu kiềm bóng nha bạn. Đây kiềm dầu kiềm bóng ha, chống nắng 50 cộng nha. Đây là mình test cho bạn coi ha, mình test trực tiếp cái chất phấn cho bạn coi ha. Mới nãy đang like cái hết pin nha. Mình test phấn này cho bạn coi xem, mình sẽ test mình test son luôn nha bạn, mình test son cho bạn coi luôn nha. Để em chút xíu chân mài đi ha. Đó, mấy bạn có đường, các bạn chỉ cần vậy thôi. Nhìn ở trên ký này không thấy rõ lắm quá. À, đánh phấn rồi các bạn, vẽ sơ sơ chân mày bạn thôi ha. Chỉ cần sơ trang điểm 5 phút. Nếu mình chỉ cần trang điểm 5 phút mình rất là nhiều việc ha. Đây, sau này mình test sơ cho bạn coi. 5 phút thôi là bạn đã có rồi. Son lên cực đẹp luôn nha. Đó. Nãy giờ mình trang điểm chưa tới 5 phút nữa bạn. Nó chưa tới 5 phút nữa. Các bạn thấy không? Mặt mình đã có tươi tắn ha, không có bị tái nhợt ha, không có bị thâm sạm ha, hay là nám ha, hoàn toàn che phủ hết nha. Đây hiện tại bây giờ mình đang sơn màu đỏ cam nha. Ai có lấy son comment cho mình nha, còn có mấy màu thôi, còn hai màu thôi, comment cho mình nha. Cái này mình test cho bạn coi thôi ha. Đây coi các bạn, để mới gọi các bạn coi đây, ví dụ như nám của bạn đây ha, nám đen vậy luôn ha, bị các bạn dễ gì mà nám mà đen dữ vậy đúng không. Đây cho bạn coi cái phấn của nó tốt như thế nào nha, nám ha, tàn nhang ha, đời mồi của bạn ha. Mình test cho bạn thấy để các bạn thấy cái lớp che, cái độ che phủ của phấn BioVe này nó tốt như thế nào ha, đặc biệt là không trôi các bạn, kiềm dầu kiềm bóng, chống nắng ha, dưỡng da ha. Cho bạn coi ha, son nha bạn, son lên màu rất đẹp ha. Thử sát cho bạn coi nè ha. Đây nám của bạn đây, tàn nhang của bạn đây ha. Ha, các bạn thấy không ạ? Không còn cái gì hết ha. Đây
xa xa cho bạn dễ nhìn ha. Nè thấy không? Nè, không còn gì hết ha. Đó, cái độ che phủ của nó. Nói thiệt luôn nha, mấy bạn nám bị nám tàn nhang đầu mờ cũng đâu có tới nỗi mà đen như cái bút chì của mình, bút chì của mình đó đúng không? Nhưng mà mình test thử sử dụng cái bút chì của mình luôn đó, là nó đen như thế nào luôn mà nó còn che phủ được. Đã bạn biết cái mức độ che phủ của phấn BOVN này tốt như thế nào nha các bạn. Em test cho bạn xem ha. Ai mua hàng comment đặt ai mua hàng thì gửi tin nhắn qua cho mình ha. Đây. Còn vài hộp ha, mình sale ha. Đang sale nha các bạn. Son cũng vậy nha. Son hiện tại giờ còn có hai màu thôi nha. Đây. Đó. Thấy không? Chỉ có 5 phút thôi, bạn có đó lớp nền đẹp rồi. Đặc biệt không trôi nha. Cũng không có bị chảy xệ hay lem ha. Mấy cái phấn khác lắm, nếu mà bạn đánh đó, đánh nhiều lớp á, khi mà bạn nó không có độ kiềm dầu kiềm bóng á, mồ hôi bạn sẽ đổ ra cái chất bóng á, sẽ làm cho nên lớp nền của mình chảy xệ xuống, làm rất là xấu ha. Còn cái này đặc biệt ha, nó kiềm dầu kiềm bóng ha, chỉ cần một lớp nền mỏng thế này thôi đã che được hết khuyết điểm của bạn rồi, da của bạn đã trắng mịn rồi ha. Đó, cái phấn này xài rất là ok luôn. Tại sao nó rất là hot như vậy? Tại sao bạn nghĩ? Tự rất là tốt. Quên tép bên đây. Tép bên đây mình sẽ lấy son lên mình quẹt cho bạn coi luôn ha. Có thể rất thích cái màu son bầm như thế này. Đi đám cưới đánh rất là đẹp, ai cũng khen luôn. Như đặc biệt nếu bạn đánh cái màu son bầm này nè, các bạn chịu khó ăn gian môi nha. Ăn gian môi cho môi mình nó dày lên giống mấy người Tây á bạn. Cái màu son bầm này nè, mấy bạn gian môi cho môi bạn dày lên cho nó gợi cảm ha. Rồi bạn đánh cái màu son bầm này lên, phải nói là đẹp luôn. Mình đi đám cưới mình đánh ai cũng khen hết trơn. Cái màu son bầm này nè, cái này của mình sẽ test bên đây cho các bạn coi cái độ che phủ của phấn nha. Đấy, cái màu son bầm này phải ăn gian môi cho nó môi nó dày ra một xíu, đánh đậm lên rất là đẹp. Đây ha, quẹt cho các bạn coi là mình đánh phấn lên các bạn, độ che phủ nó cỡ nào. Ai lấy phấn thì nhắn tin cho mình nha, lấy phấn với lấy son nha, còn có ít thôi nha các bạn, nhanh tay nha các bạn. Phấn BBA ha, 70k thôi ha các bạn ha. Son 35k ha. Cái này là mình chỉ test cho bạn coi thôi ha. Đây. Ai đang xem chia sẻ like đi ha, chia sẻ like cho mình nha. Đó bạn thấy không? Không còn một miếng gì luôn. Bạn thấy không? Da các bạn nám tàn nhang đồi mồi, thâm đen cỡ như thế nào, phấn này nó hoàn toàn nó che phủ hết nha các bạn. Đó. Đó bạn thấy không? Đó, chỉ có 5 phút thôi, không tới 5 phút luôn. Rảnh rỗi thì bây giờ vuốt mascara lên cho dài lông mi lên. Đó là đẹp rồi. Không tới 5 phút nữa các bạn. Kiềm dầu kiềm bóng chống nắng luôn nha. Phấn BOVN nè. Một hộp này ha. Cái hộp này hiện tại mình đang xài ha. Xài hết một hộp rồi. Cái này có lõi thay thế ha. Là mua một và được hai luôn. Hả? 70k nha. Ai có thắc mắc gì nữa không? Chút xíu mình sẽ test cái sủi, cái rửa mặt sủi nha. Ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Mình sẽ test cái sủi nha, cái sủi sủi làm sạch da ha. Ai chưa biết về sản phẩm ha? Hi. Ai có đặt hàng thì nhắn tin qua nha. Ai có thắc mắc thì comment hỏi mình nha. Hello. Hello, chào mọi người. Hình như là thấy là buổi trưa thì mấy bạn đi làm nhiều, ít ai có thời gian coi ha. Hi. Chào mọi người nha. Ai có thắc mắc gì về phấn không ạ? Các bạn mình test thêm phấn cho coi không ạ? Hiện tại bây giờ còn có mấy hộp mình sale hết luôn nha. Sale hết luôn nha.
Mình sale rất là nhiều hàng, nhưng mà hôm nay mình test cái hàng này cho coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái mặt nạ rửa, cái rửa mặt, serum rửa mặt nha. Đây, test cái serum rửa mặt cho các bạn xem ha. Cái này là dạng gói ha, rất là tiện lợi ha. Các bạn đi du lịch hay đi đâu cũng vậy, khỏi cần phải ấy ha. Đây, nếu các bạn mua 10 bịch sẽ là 8.000 bịch nha. Mình test cái này cho các bạn coi ha. Cái này rất là tốt luôn. Nó sẽ lấy hết bụi bẩn từ cái lỗ chân lông của các bạn ha. Sâu từ trong chân lông luôn nha các bạn. Các bạn sức lên ha, nó sẽ sủi bọt ha. Nó lấy hết bụi bẩn của mình luôn ha. Nó là dạng sữa như thế này nha các bạn. Nó là dạng sữa như thế này ha, dạng bôi lên da ha. Nó lấy tế bào chết luôn ha, vua lên da như thế này ha. Đây, test cho bạn coi, vua lên da nó sủi bọt lên ha, nó sẽ lấy đi hết cái bụi bẩn trì thủy ngân ha, nó lấy sạch hết luôn ha các bạn, lớp sừng rồi ha, lấy hết luôn ha. Cái này xài rất là tốt nha. Cái này mình test hàng cho bạn coi thôi ha. Ai thì lấy đặt comment cho mình ha. 10 gói đổ lên là 8.000 ha. Còn 5 gói thì 10.000 ha. Cái này mình đi spa. Đi spa gội đầu á. Người ta hay lấy cái này người ta tẩy tế bào chết cho mình à. Gội đầu xong cái người ta lấy cái này cái người ta rửa mặt, người ta đắp mặt cho mình. Xong ra da mặt rất là mịn ha, mịn mà sạch mà bóng ha, mềm nữa ha, nó không có bị khô rát ha. Đó, cái hàng này bây giờ ha, bây giờ đang rất là hot nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó sủi bọt lên thấy không nè. Đó, nó sủi bọt lên nha các bạn. Đó, ai lấy cái hàng này ha, 10 bịch sẽ là 8.000 ha, 5 bịch sẽ là, đã quên 10 bịch đó. Đúng rồi, 18.000, còn 5 bịch đó là 10.000 nha. Nhiều hàng quá mình hay nhớ lộn lắm rồi, không cảm nha. Còn có một ít hàng sale cho hết luôn nha các bạn. Ai có gì lấy thì chứ mình nhập hàng mới giờ bán lại giá cũ á nha. Chứ không có bán cái giá sale gì đâu nha. Cái này sale lỗ luôn nha các bạn. Nhập hàng mới giờ là mình không có bán cái giá xe gì nữa nha. Tại vậy lúc mình bán cái giá cũ các bạn đừng thắc mắc, ủa sao lúc trước chị like chị bán giá này rồi sao giờ chị bán giá kia nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì còn ít hàng mình sale cho hết luôn á nên mình bán cái giá vậy. Khi mà nhập hàng mới về thì mình vẫn bán cái giá cũ nha, các bạn đừng thắc mắc nha. Hay. Các bạn thấy không mà sủi bọt lên ha. Đây mình cho bạn coi gần cái serum rửa mặt này nha. Bụi bẩn ha, nó nằm sâu trong lỗ chân lông các bạn, nó sẽ tạo lên nhân mụn đầu đen ha. Nếu các bạn không có rửa sạch ha. Đây, cái này nó sẽ làm cho sạch sâu từ bên trong lỗ chân lông luôn ha. Nó sẽ lấy ra sạch hết luôn. Chì, thủy ngân, bụi bẩn nó lấy sạch hết luôn ha. Nếu các bạn rửa cái này thường xuyên thì da bạn sẽ không bị mụn ha. Không bị mụn nha các bạn. Đặc biệt là nó không có bị lão hóa da. Không có bị nám nữa ha. Các bạn cứ để mà ba cái chì với cái thủy ngân trong da hoài á, sẽ làm da bạn bị nám ha. Sắc tố ha, nó chính xác là sắc tố ha. Lâu ngày nó sẽ làm cho da bạn chảy xệ và nhăn ha. Mấy bạn biết không, những cái nếp nhăn á, điều trị lâu vô spa điều trị rất là mắc tiền. Các bạn cấy chỉ vàng á, một cộng chỉ như vậy là mấy triệu, từ 7 tới 8 tới 8 triệu tới đến mười mấy triệu. Thì thay vì thôi mình chịu khó kỹ một chút xíu, mình cứ dưỡng da cho nó ấy đi, cho nó bớt lão hóa đi, nó không có vậy thì mình đỡ tốn tiền nha các bạn. Đây nó đang sủi bọt, các bạn thấy không à. Đó, hiện tại bây giờ nha,
10 bịch sẽ là giá 8 ngàn nha, 5 bịch là sẽ là giá 10 ngàn nha. Ai mua, ai lấy hàng thì inbox cho mình nha. Đây, mình test cho các bạn coi nha. Hello, chào Ngọc nha. Bao nhiêu? Đó, 10 bịch sẽ là 8 ngàn nha, mà 5 bịch sẽ là 10 ngàn nha. Cái này nó có hai màu nha em. Màu bạc này với lại màu đen ha. Cái này nó xuất xứ từ Hàn Quốc nha em. Đây, mà Hàn Quốc là em biết rồi đó. Rất là tốt, sản phẩm của nó rất là tốt ha. Không có còn bằng cãi gì với hàng của Hàn Quốc nha. Đặc biệt nó tốt vì giá cả rất là mềm. Nó mềm hơn những cái hàng của mấy cái nước Âu Mỹ ha. Với lại cái nước da của Hàn Quốc đó, nó cũng giống giống với da của Việt Nam mình đó, nên rất là dễ xài. Mấy bạn xài của Hàn Quốc á, cái cơ địa và cái da của người Hàn Quốc nó giống như Việt Nam mình, nên bạn xài á không có bị kích ứng, với lại nó rất là tốt cho da mình. Nên mỹ phẩm đa số Việt Nam mình, đa số mình nhập của Hàn Quốc á đó. Đó bạn thấy không, càng ngày nó càng sủi bọt nhiều nha bạn. Đây, chì nè, thủy ngân nè, bụi bẩn nè, nó nằm sâu ở trong lỗ chân lông của các bạn. Dạ bạn thấy nó đang sủi bọt, nó sủi bọt là nó lấy từ bên trong lấy ra luôn, lấy sạch hết luôn ha. À, Ngọc này em có lấy thì em inbox cho chị nha. 10 bịch thì giá 8 ngàn, còn mà 5 bịch thì giá 10 ngàn nha. Chị nói thiệt luôn nha, lúc trước chị không có làm bán hàng công ty nè, chị mua 30 ngàn bịch đó em. Lúc trước chị không có bán hàng công ty rồi, chị mua ở thị trường nó bán chị 30 ngàn bịch đó. Chị nói thiệt luôn á, chị rất là hay xài, mà nó bán chị giá 30 ngàn luôn đó, chị nói thiệt đó. Nó bán gấp 3 luôn đó em. Đó, bạn thấy không? Nó đang sủi bọt ha. Ai có mua hàng thì gửi tin nhắn cho mình nha. Đây mình đang test hàng thử cho các bạn coi nha. Đó. Nha. Còn ít hàng mình sale hết luôn nha các bạn. Mình test cái này xong mình like hàng tiếp, mình bán hàng tiếp nha. Trần Giao, chào Trần Giao nha. Đó, bạn thấy nó sủi bọt không? Đó là sủi bọt ha. Sủi bọt để nó lấy đi bụi bẩn ha, chì ha, thủy ngân ha, từ sâu bên trong da ha. Ai mà sử dụng cái này da mụn nó sẽ giảm nha. Tại vì mụn là do nguyên nhân tại sao có mụn, tự do cái da của mình là dầu á, xong cái nó nhờn, mồ hôi nó ra, cái đầu lỗ chân lông nó nở. Ở chân lông nó nở thì mình đi đường bụi bẩn, chì, những chất quá chất độc hại nó sẽ sâu vô lỗ chân lông của mình, nó sẽ gây dị ứng, rồi nó sẽ nổi lên mụn ha. Nên mình chịu khó là mình xài cái này nó sẽ giảm mụn rất là nhiều nha các bạn. Mình xài cái này nó sạch da, nó không có bị có lấy hết bên trong ra, là nó không có bị tác động của nhân mụn, nó không có hình thành nhân mụn, nó không có lên mụn được không? Đó, mụn đầu đen, mụn cám, nó sẽ làm sạch hết ha. Rất là mát ha, dễ chịu ha. Mình kết thúc like nha các bạn. Ai có thắc mắc gì hỏi nha. Nãy giờ mình like cả tiếng rồi. Đánh rảnh thấy chưa, mình like tiếp nha các bạn. Ai có thắc mắc gì hàng này nọ thì cứ nhắn tin inbox hỏi mình ha.
Hiện tại bây giờ Gia đang có vấn đề gì thì cứ nhắn tin hỏi mình ha. Chào Hải Nguyễn Văn nha. Chào Hải Nguyễn Văn nha. Đây, serum rửa mặt. Serum rửa mặt xuất xứ từ Hàn Quốc. Mình đang test cho bạn coi nha. Bạn thấy không? Càng ngày nó càng lên bọt nhiều. Lên bọt nhiều để nó lấy đi bụi bẩn từ bên trong lỗ chân lông của mình nha. Nó lấy hết luôn nha. Chì, thủy ngân, bụi bẩn, những cái hóa chất độc hại ở ngoài đường á. Nhiều khi những cái công ty hóa chất đó nó thải ra từ khói, từ bụi nè, rồi nó bay trong không khí, rồi mình đi hàng ngày á, mình thế nào cũng bị. Bởi tại sao bây giờ càng ngày người ta càng nhanh lão hóa hơn ngày xưa các bạn? Dần càng ngày người ta càng nhanh lão hóa hơn ngày xưa. Ngày xưa người ta trẻ rất là dai ha, bây giờ người ta rất là nhanh già. Tại sao? Tại vì vậy các bạn. Nên mình phải biết cách giữ da của mình ha. Cho mình kết thúc like nha các bạn, mình đi rửa mặt ha. Cái ba nha, ai mà mua hàng gì thì comment cho mình nha. Hai chào mọi người nha.